bắt nhóm nghiện đá chuyên đập kính cửa xe, trộm thiết bị ô tô. Sau 2 ngày tích cực vào cuộc điều tra, xác minh, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng chuyên cài cửa đập kính xe ô tô của người dân bỏ ngoài vỉa hè qua đêm để trộm cắp tài sản. Liên quan đến thông tin hàng loạt xe ô tô đậu ngoài đường bị kẻ gian đập kính trộm đồ mà báo Công an nhân dân đã thông tin, sáng ngày 29 tháng 5, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Dương sinh năm 2007, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ; Nguyễn Thanh Nhân sinh năm 2004, trú xã Tân Tiến, huyện Cà Đông Bắc; và Võ Mạnh Nguyên sinh năm 2007, trú tại xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo Công an thành phố Buôn Ma Thuột, trong khoảng 10 ngày qua, Công an thành phố liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ gian cài cửa đập kính ô tô để trộm cắp tài sản khi họ để xe qua đêm ngoài vỉa hè. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ. Đến chiều ngày 28 tháng 5, đội cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng trên khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, thành phố Buôn Ma Thuột. Khám xét nơi các đối tượng lẩn trốn, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã thu giữ nhiều tang vật mà các đối tượng đã trộm cắp được, đang cất giấu tại đây. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy đá sử dụng, cả ba đối tượng đã hẹn nhau đến địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ để hành nghề trộm cắp. Mục tiêu mà chúng nhắm đến là những chiếc xe ô tô của người dân để ngoài đường qua đêm. Khi phát hiện xe nào quên khóa cửa sẽ đột nhập vào bên trong lục lấy tài sản. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp trong 10 ngày qua, lấy đi số tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, để tránh bị công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã liên tiếp thay đổi địa điểm nhà nghỉ. Được biết, đối tượng Nhân từng có tiền án về tội cướp tài sản nhưng chưa xóa án tích. Hiện cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.